Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Quyết Bắc Giang chuyên động cơ xe máy nhá. Hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em đây. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng ok, các bác thanh toán. Còn phương thức bên em thì các bác cọc trước phí vận chuyển nhá, thì 200.000 đồng thôi. Thì các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng. Hôm nay giới thiệu cho tất cả anh em một con máy Super Cup 50, hàng FI nhá, phun xăng điện tử, hơi 50 phun xăng điện tử, nguyên đai nguyên kiện đầy đủ, và một con Dream Honda Dream nhé. Thì cái hàng này các bác mua lưu ý thì các bác gọi trực tiếp cho em hai số điện thoại là có Zalo. Hàng của bên em này là hàng nhập Đài Loan nha các bác nhé, nhập Đài Loan đấy. Thì nay giới thiệu sâu một chút thì không mất thời gian các bác nữa, thì các bác nếu đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé, có video là hay thì các bác cứ đăng ký kênh nhé. Đấy, thì giới thiệu đầu tiên là con Super Cup này. Đây, con này hàng thì nó sử dụng nó cũng hơi mòn chút này. Đấy, mòn cái lốc đây này. Con đảm bảo cho các bác là zin nhá, hàng vẫn là zin. Đấy, hàng của Nhật nhá các bác nhá. Thì Honda thì nước lạ cũng có là sản xuất rồi. Đấy, đây, con này đi thì nó quá trình thời gian nhưng mà bao zin các bác nhá, hàng vẫn ok nhá, Honda. Đấy, con này bán công khai các bác là 4.200.000 đồng bao ship. Đấy, đây, phun xăng điện tử, bao cho các bác là chưa bị bổ máy. Đây, răng riếc, răng xanh đét vẫn xanh nha các bác nhé. Đấy, hàng chuẩn chỉ luôn. Hơi đây, hơi là hơi 50, 49cc nhá. Đây, còn cái lốc bên này. Đấy, Honda, hàng chính hãng nhá. Thì nó sẽ bao gồm một lọc gió này, một chế hòa khí này. Đấy, còn đây là kim phun điện tử đây. Kim phun thì em để trong này. Đấy, kim phun sau các bác lắp đây. Đấy, một bộ dây điện nhá. Con nạp này. Đấy, con nạp thì IC tân tật đầy đủ hết, mô bin sườn đầy đủ hết các bác nhá. Đấy. Thì theo bộ nó có cả bình bình xăng lớn nữa, bình xăng lớn nữa, nhưng mà em lại để đâu em chưa tìm thấy, còn nếu mà gửi thì nó đã đầy đủ ở bình xăng lớn, thì nó có cả bơm xăng nhá các bác nhá. Đấy. Đấy thì đây cốt 17 đây. Đấy. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp cho em hai số điện thoại nhá. Hai số điện thoại đây. Đấy, Quyết Bắc Giang có Zalo nha các bác nha. Đấy, 4.200.000 đồng bao ship tận nhà các bác. Trước khi gửi các bác cọc trước cho em 200 qua số tài khoản. Đấy, thì bên em sẽ gửi hàng. Các bác còn lại các bác thanh toán. Rồi, thì hôm nay thì bên em cũng có một con Dream cao nhá. Thì con này thì bên em giờ đang bán 5.500.000 nha các bác nhá. Nó theo cần đạp, cần số và chế hòa khí luôn. Đấy, con này bao zin cho các bác là không, chưa bổ máy nhá. Hàng vẫn nguyên zin nhá các bác nhá. Chưa bổ máy, đầy nhẹ cái lỗ, hàng rất chi là bốc nhá. Đây. Con này thì hàng Việt. Hơi đây. Hơi nguyên zin nhá các bác nhá. 97cc KMF22. Đấy. Đầu lòng đây. Chưa bị bung nhá. Con này thì hàng cực đẹp rồi. Còn cái ố này là trước dùng là chắc là cái chế hòa khí nó dò xăng nên để lâu ngày nó bị cái răng ấy là nó chảy xăng nên ố thôi, chứ còn hàng nguyên zin nha các bác nhá. Quay chi tiết cho các bác xem một chút. Đấy. Hàng cực chuẩn luôn. Đấy. Cái này là này là Honda Việt Nam này. Đấy, là 47 này. Đầu lòng nó vẫn còn nguyên nhá. Đấy. Super Dream Honda. Đấy. Đề thì là đề nguyên Mitsubishi nhá. Đấy, đề chuẩn luôn. Tất cả hàng nguyên zin hết nha các bác nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho. Đấy, cọc trước thì bên em sẽ gửi hàng cho các bác. Nó đầy đủ theo cần đạp này, cần số này, chế hòa khí. Đây thì em không bỏ ra cất thì em không để ý. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua thì cứ đăng ký kênh, ủng hộ kênh. Bên em thì có rất tất cả các nhiều dòng, các bác là muốn mua cái máy gì các bác vào Zalo gửi ảnh qua cho em, bên em sẽ tư vấn để các bác mua được máy. Dream lùn này, Suzuki GN 125 này, CG 125 này, Way Dream Cup Win, tất cả các dòng bên em có hết. Đấy, hàng của em toàn nhập khẩu của bên Trung Quốc, Đài Loan, hàng sở xe chính hãng Honda nha các bác nhá. Đấy, các bác xem nhớ đăng ký kênh nhá. Bên em đầy đủ tất cả các loại mặt hàng. Đấy, thì là hàng toàn hàng chuẩn đó. Rồi, em kết thúc video tại đây. Các bác nào có nhu cầu muốn mua con Cúc kia hoặc là con Dream
Đấy thì bên em đầy đủ hết tất cả các loại. Thì bác alo cho em. Rồi chào tất cả các bác.